Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Vinfast Fadil trở thành xe hạng A bán chạy nhất trên thị trường Việt. Với lượng tiêu thụ xe ngày càng lớn, Vinfast Fadil đã vượt qua cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning để trở thành mẫu xe đô thị hạng A được khách hàng Việt ưa chuộng nhất. Kết thúc tháng 11 của năm 2020 vừa qua, Vinfast đã ghi nhận doanh số bán hàng của Vinfast Fadil đã đạt 2.816 xe tăng 965% xe so với tháng trước. Với thành tích này, Fadil đã vượt qua cả Hyundai Grand i10 để nắm giữ vị trí ngôi vương phân khúc xe đô thị hạng A cỡ nhỏ, đồng thời trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai tại thị trường trong nước trong tháng 11 của năm 2020, chỉ đứng sau Toyota Vios. Đây cũng là kết quả bán hàng cao nhất của Fadil kể từ khi hãng xe Việt bắt đầu công bố doanh số từ hồi tháng 5 năm 2020. Thực tế, trong những tháng gần đây, VinFast đã tiến hành khá nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng trong nước, bao gồm cả ưu đãi giá, lãi suất vay trả góp hay là tặng voucher mua xe. Bên cạnh đó, vì thuộc dòng xe lắp ráp trong nước nên Fadion cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo nghị định 70 của chính phủ ban hành. Các chương trình ưu đãi đã giúp cho Fadion trở thành mẫu xe có mức giá hấp dẫn trong phân khúc cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu là Hyundai Grand i10. Mặt khác, Mặc dù bị tụt lại phía sau VinFast Fadil, nhưng có thể thấy doanh số bán hàng của Hyundai Grand i10 cũng vẫn thăng hoa theo từng tháng. Điển hình là trong tháng 11 của năm 2020, thành công Motor đã bàn giao tới khách hàng 2.793 xe Hyundai Grand i10, tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước, cộng dồn 11 tháng của năm 2020. Lượng xe Grand i10 tiêu thụ tại thị trường Việt Nam đã ghi nhận tới 14.653 xe. Đây cũng là một trong những mẫu xe ăn khách nhất của thị trường ô tô Việt tính đến hết tháng 11 năm 2020. Hiện tại, Thành Công Tô cũng đang cung cấp cho người Việt cả biến thể sedan và hatchback của Grand i10, cộng thêm 9 phiên bản có giá dao động từ 315 cho đến 415 triệu đồng. Đã từng có một thời huy hoàng, nhưng hiện tại Kia Morning gần như nằm ngoài cuộc chiến giành ngôi vị đầu bảng phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam. Kết thúc tháng 11 của năm 2020, Thaco ghi nhận doanh số bán của Morning chỉ đạt có 589 xe, nâng tổng số xe bán trong năm 2020 chỉ đạt có 4.995 xe. Khách hàng mua xe từ nay cho đến hết năm 2020 sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo quy định của chính phủ, đồng thời nhận được một bộ kit túi du lịch đa năng của hãng. Xe hiện đang bán tại Việt Nam có 6 phiên bản, giá từ 383 cho đến 439 triệu đồng. Đứng cuối bảng xếp hạng là Toyota Wigo và Honda Brio với doanh số bán trong tháng 11 của năm 2020 lần lượt là 269 và 156 xe. Cộng dồn 11 tháng của năm 2020 đã có 2.124 xe Wigo được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, trong khi lượng xe Brio bán ra đạt 2.358 xe. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công